Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh, án làm tỏa hãng, 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 làm tỏa hãng. Chân ngôn làm sạch thân miệng ý, án ta pha bà pha thuật đà tha pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ ham. Án ta pha bà pha thuật đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ ham. Án ta pha bà pha thuật đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ ham. Tâm thành dẫn hương giới, hương định và hương huệ cùng với hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nguyện năm thức hương này kết thành môn đài mấy màu chói sáng rực rỡ, cùng dường mười phương Phật, cùng tất cả tôn pháp hành thải thánh hiền tăng y tánh, làm Phật sự độ khắp cả chúng sanh, đều phát tâm Bồ Đề thoát bỏ muôn vọng nghiệp, chứng nên đạo vô thường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát mai ha. Này đệ tử chúng con, tề tựu trước điện Phật, nguyện thành tâm sám hối, mong sao tất cả tội đã tạo từ vô thí cho tham dục ngu si, được nhờ lượng từ bi của các bậc đại giác mà tiêu tan tất cả, nguyện cho khắp chúng sanh đắm chìm trong ba cõi, nhờ công đức sám hối được hoàn toàn thoát khỏi nguyện âm siêu dương thai, chúng sinh khắp pháp giới hữu tình và vô tình đều lên ngôi chánh giác. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp, ba kỳ xứng dương cùng tán thang, ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tăng thượng rộng, lặng đào cảm thông không thể nghĩ, bàn lưỡi đê cho vi đạo tràng, mười phương phân báo hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thâm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo.
Chi tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phố Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Tăng Đoá Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phạn Về Số Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tơ Kiết Lần Đó Y Mông A Rị Dạ Bà Lô Kiết Đê Thất Phận Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cân Trị Ni Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Di Đà Ma Bồ Đề Tăng Đó Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Rì Đà Dừng Câu Lô Kiết Mông Đồ Lô Phạn Xà Già Đế Ma Phạn Xà Già Đế Đà Ra Địa Rì Ni Thân Phật Ra Già Già Ra Già Ra Ma Ma Phạn Ma Ra Mùng Đế Sâm Phật Ra Xá Lời Phà Sa Phà Sâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Lô Ma Ra Hô Lô Lô Hê Rì Tà Ra Tất Rì Tấn Rì Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rì Dạ Na Ra Cân Trì Đi Rì Sắc Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Ba Tăng Đà Dạ Ta Ba Ma Tăng Đà Dạ Ta Ba Tăng Đà Du Nghe Thắng Bà Ra Dạ Ta Ba Na Ra Cấn Trì Ta Ba Ma Ra Na Ra Ta Ba Tất Ra Tăng A Mùng Thư Gia Ta Ba Ta Ba Ma Tăng Đà Dạ Ta Ba Giả Kiết
ra tấn đà dạ ta bà ha ba đà ma kia tấn đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bằng giờ ra dạ ta bà ha. Ma bà lời thăng ý ra dạ ta bà ha. Nam mô hắn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a rì dạ ba lo kia đề thướng bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạng ra ra bàn đà dạ ta bà ha. An tăng điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha. An tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha. Kinh lại Đức Thế Tôn quy các phần đà con phát đại nguyện trì sám nước từ bi trên trả bốn ân nặng dưới giúp ba đường khổ nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm bồ đề tấn hành hạnh trí huệ tâm hợp mọi phương đứng báo thân này kết thúc cùng sinh về cực ai lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng ơi nguyện rõ như lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh đạo tràng sám hối nước lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô tỳ xá phụ Phật. Nam mô tô lưu tôn Phật. Nam mô câu na hàm mô ni Phật. Nam mô ca diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật hiền thánh xót thương muôn loài chỉ bày phương pháp tuyên vời nương lành rửa sạch ba đời nghiêm oan. Nay con hối hận
khóc than, xin đem tính mạng trước đàn quy ơi. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi con xin bày tỏ những lời tự tâm mà sám xong ba nghiệp của thân bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng. Tôi cùng tam bảo đã mang ngay này xin tự sám muôn đàn ác tâm mà trong kinh Phật dạy ân cần thân người có được muôn phần gian nan. Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu ơi. Đức tin khó lập, đạo màu khó nghe. Mà nay thuận thảo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau. Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luân hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo la chứng minh lòng sám Phật đà độ con. Tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chê.
chuyện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốn tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm, mà có khi đặt tượng kề bên anh. Hóa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi, Phật bảo chẳng biết mễ gì. Nay con sám hối hành vi lỗi lầm, đối cùng kinh sách vô tâm, mà bàn tay giờ bận mà cầm sách kinh, hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếp tục phê bình chẳng nương anh. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang. Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn. Chất chồng kinh sách xéo xiên, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia. Ác nghiệp vậy phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên. Hiểu sai ý Phật thanh hiền, chánh tà cũng chẳng phân miên. Nói càng dạy người lên mặt bao ban. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, chê bài chánh pháp đạo điên. Đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành đồng vô luân. Đại thừa hủy bán tôi trần khó thiếu anh. Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tôi dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đạo cao, đặt lời theo dịch ra vào dẹm chế. Làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Vậy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ ba chánh bỏ lơ, giả trang hình tương xét dò tăng thân. Ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuôi. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lóa thể lôi thôi áo quần. Dám dày cùng với tay chân, bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ. Đạp xe vọt ngựa phóng bừa, sống vào tự viện chẳng thưa hỏi gì. Miệng nhổ hồng khàm mũi xì, chẳng còn ai ngài nể vị già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn. Nay con đành lễ phân tiền, thành tâm sám hối tôi liền tiệt tiêu anh.
đời đời cùng khoa cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kinh tuôn, cúng dường ngắm vong báo chân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thì hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì, phước lành như núi Tu Di, trên thờ Tam Bảo dưới vị chúng sanh. Nam mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật. Nam mô Danh Kim Cang Phổ Phân Tận Phần. Nam mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phổ Phân Tận Phần. Nam mô Danh Già La Hương Phần. Nam mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phần. Nam mô Danh Sơ Phá Tâm Thành Từ Bậc Thôi Thắng Luân Phần. Nam mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Ủy Quang Minh Phần. Nam mô Danh Sơ Phá Tâm Niệm Đoạn Nghi Đoạn Phiền Não Phần. Nam mô Danh Quang Minh Phá Âm Khởi Tam Muội Vương Phần. Nam mô Thập Thiên Đồng Danh Tịnh Tu Phần. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Tịnh Tu Phần. Nam mô Tam Thập Thất Thiên Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phần. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nhị Đồng Danh Câu Lân Phật. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Câu Lân Phần. Nam mô Thập Bát Đồng Danh Thập Pháp Thắng Quyết Định Phần. Nam mô Nhật Thiết Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phần. Nam mô Thập Bát Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phần. Nam mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phần. Cuối đầu lại đứng Chí Tôn, đối với Tam Bảo con còn nghiệm sâu, từ nay con nguyện
cần cầu thứ tha. Con xin thành thật tỏ ra những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phật dạy người ở thế gian có đủ sức mạnh giữ hàng thánh nhân. Một là người có tâm tàm, là người có trí không ham loạn cuồng, giữ mình không dám tha buông, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng kinh. Hai là tâm quý trong mình, không xuôi kẻ khác tội tình làm ra. Có tàm có quý mới là, có nhân có nghĩa mới ra con người. Không tàm không quý uổng đời, làm người mà tánh như loài súc sinh. Do đây một gia chi thành, cầu xin sám hối hồng danh Phật Đàm. Từ xưa tin thuyết tà ma, sát hại sinh vật dân tà cũng yêu. Nghĩ rằng thần quỷ cao siêu, nên hồng lo lót mong tiêu tai nạn. Hoặc là giả thanh giả thần, tự xưng là đấng giáng trần độ sinh. Bao nhiêu ác nghiệp tại đình, con xin bộc lộ tâm tình từ đây. Kể từ vô thị đến nay, nói năng ngạo ngưỡng lòng đầy kiêu sa. Ý mạnh hiếm yêu hét la, chè chém cuồng loạn lạ cả ngày đêm. Kinh kỳ hết thải sáng hèn, tự cao tự đại chẳng kiên nể gì. Từ vô lượng kiếp đến nay, ham ăn ham uống ly bì say sưa, chẳng còn chừng mực sớm trưa. Thịt hầm cá sông chẳng chừa món chi. Ngũ tân cũng chẳng sợ gì, hôi nồng kinh tưởng khánh kỳ tình cháy. Vọng tâm mơ tưởng trời mây, lân là kẻ xấu bằng thầy lánh xa. Bao nhiêu ác nghiệp kể ra, con xin sám hối Phật Đà chứng minh. Từ vô thị kiếm lai sinh, kiêu căng tự thị nhân tình bất phân. Chẳng nề phải trái nhân luân, cái chày cái cối tranh phần dành hơn. Tự chuyên kiêu ngạo dẫn hờn, ước mơ viễn vọng nguồn chân chẳng màng. Nay con sám hối mọi đàn, chi thành phát lộ cũng vàng mười phương. Lại còn buông gạn vắng lường, lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai. Chẳng nề nghề nghiệm án tai, chẳng kiên lừa dối chẳng nài điệu ngoa. Tu hành chẳng tránh xa hoa, chẳng tô giới đứng ham quà cúng dân. Nay còn xa mà hối mọi phần, kế từ vô thị
lần lần đến nay, thành tâm phát lộ phơi bày ác nghiệp như thế từ nay xin trường. Cùng từ vô lượng kim xưa tâm tàn nhẫn chẳng chừa điều chi, xích xiềng đánh đập nô tỳ phá cầu triệt cống đường đi biết rào. Chi thành phán lộ thâm sâu ăn năn sám hối mong cầu nghiệm tiêu, xưa nay tội ác bao nhiêu vì quen phong túng buông liều giả tâm bạn bài nhậu nhẹn ngày đêm. Chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thân, biến lời suy nghĩ xa gần, sáu căn buông thả tâm thần u mê, tham sân tật đố tràn trề. Cuồng phong lửa giữ đôn đi nghiêm lành, nhắm đường địa ngục thọ sân, anh mong giải thoát khó thành thiện nhân, từ nay tội lỗi xa gần. Con xin sám hối ăn năn chí thành, bao nhiêu tội ác đành rành, tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai, hoặc vui vẻ tán tụng người, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm những điều thất đức phi nhân. Nay còn sám hối muôn phần ăn năn, mong nhờ công đức thiện căn của lòng sám hối truy tầm nghiệp quan, mà tu được tánh nên na biến lòng liêm sĩ biết hòa dưới trên, nhẫn kham gần gũi người hiền, lánh xa kẻ ác chế kìm sâu căn, quyết tâm lập chí tu thân anh. Giữ gìn ba nghiệp lần lần tỉnh thanh, tâm bồ đề nguyện viên thanh, sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài, chi thành sám hối đêm ngày, mười phương chư Phật các ngài chứng tri. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Ông Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Nam Mô Quang Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đánh lễ Phật rồi con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn sám phiền não chướng cội căn sám ác niệm chướng phần đã xong em còn khổ bao chướng mênh mông mà cũng xin tuần tự hết lòng có phong trong kinh Phật dạy ân cần dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu em trên không hoặc bất cứ đâu nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần. Khi xưa Đế Thích mãn phần cảm chiêu năm tướng suy dần hiện tức thời quy hướng Phật đã triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu anh. Sám hối thật pháp nhiệm màu và khả năng diệt tội chẳng đâu sánh bằng phàm phu ngu muội hung hăng không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn em tánh ưa làm án chẳng sờn đến khi gần chết vẫn còn ác tâm mà trong giờ phút cuối nghiệp tâm mà cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra đầu trâu mặt ngựa quỷ ma hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan bây giờ dù có ăn năn có mong sám hối cũng bằng uổng công anh. Lúng mạnh biển nhát buông lung mà không chịu tích đức chẳng mong làm lành quả báo thiện rõ rành án thời địa ngục một mình cứu mang vẫn dầu cột lửa bảy hàng tránh sao coi cảnh xương tan thịt bầm. Bây giờ dù biến lỗi lầm mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền thế nên cuộc sống hiện tiền phải cần tu tập phải chuyên làm lành quỷ vô thường đến thịnh lình chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn tài nào giữ được lâu bền sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua cơ đồ trăm vạn dấu thừa cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn gia đình của cái tiêu tan như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không suy ngẫm sớm chạy không lo sám hối sâu dày nghiệp oan khi năm thiền sứ hiện thân quý vô thường đến bất thần chạy đâu tránh sao cổ bao đau đầu một lời sám hối nói đâu đường nào
dẫu rằng phương đứng bao nhiêu à được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui mộng mai phước bao hết rồi à tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ gương ông làm phật sờ sờ thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu à, thân chưa giải thoát ngụng tù à, nên khi mạng hến lại vô luân hồi thân tròn chịu mấy trăm đời à, sao ta chẳng lấy gương người mà soi đến như việc nhỏ trên đời cửa quan phải đến cũng thời lo âu thâu đêm lo lắng ban đầu à, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì thế mà nào có biết chi à, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao anh vẫn không e sợ chút nào chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu ngày nay sám hối khẩn cầu mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh Nam Mô Thiên Ngũ Ba Đồng Danh Đại Oai Đức Hai Phật. Nam Mô Nhật Thiết Đồng Danh Đại Oai Đức Hai Phật. Nam Mô Thiên Ngũ Ba Đồng Danh Nhật Phật. Nam Mô Nhật Thiết Đồng Danh Nhật Phật. Nam Mô Tứ Vạn Tứ Thiên Đồng Danh Diệm Phật. Nam Mô Nhân Thiết Đồng Danh Diệm Phật. Nam Mô Vạn Thiên Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật. Nam Mô Nhân Thiết Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật. Nam Mô Vạn Bát Thiên Đồng Danh Phổ Hội Phật. Nam Mô Nhật Thiết Đồng Danh Phổ Hội Phật. Nam Mô Thiền Bát Ba Đồng Danh Xá Ma Tha Phật. Nam Mô Nhật Thiết Đồng Danh Xá Ma Tha Phật. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra quanh tề ngục tưởng là sắc vây trên thì lưới sắc dân đầy dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh bốn bề lửa dữ thổi vào à, tội nhân trong đó khác nào nước cửa thành cho
sắc bao vây, nành dài vuốt nhọn mắt tày ánh sao anh. Trên không chim sắt đua nhau à, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân à, đầu trâu ngục tốt rần rần à, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày à, trên công bổ xuống bầy nhài ruột gan à, như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình à, nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la à, khổ báo nghiền nát thịt da à, bánh đau xe lửa nghiến cả nát thay à, khổ báo chừng nấu nướng quay em. Chui vào lò lửa tan thay vàng dầu à, khổ báo tàn phủ nát nhầu à, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi à, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian à, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi à, khổ báo lòng đốn rã rời à, dây đen địa ngục sáu thời xiết căng à, khổ báo ngập nướng trôi trong à, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi anh. Khổ báo da nứt thịt phơi à, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng à, khổ báo tàn sát hung hăng à, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau à, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay à, khổ báo bị nương bị quay à, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui à. Khổ báo kẹp nát hình hài à, địa ngục bánh sắc nghiêng say tâm bàn à, khổ báo mổ xẻ thân mình à, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trang. Khổ báo chém chặt bánh da à, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui à, khổ báo thịt lũng xương lồi à, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh à, khổ báo mổ cắt xe phân à. Địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân à, khổ báo nóng nực thiêu thân à, địa ngục trái đất rần rần gào la à, khổ báo mờ mịt bao la à, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây à. Khổ báo như dại như ngây à, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm mà, bốn ngàn tám vạn ngục phân à, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu à, vốn xương nào tùy biết đâu nói cùng.
nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đo oán hận chứa chan, tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nam mô Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Tu Di Kiếp Phật. Nam mô Thánh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Tài Phật. Nam mô Hương Tượng Phật. Nam mô Vô Biên Thắng Phật. Nam mô Bất Không Thuyết Danh Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Vô Úy Vương Phật. Nam mô Thượng Đắc Tinh Tấn Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Thắng Phật. Nam mô Dược Vương Phật. Nam mô An Ổn Phật. Nam mô Vô Biên Ý Hành Phật. Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Vô Biên Nhãn Phật. Nam mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tùy thành sắc thấy là tinh thánh năng. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạm soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu cho mặt ngựa tàn hung, mà biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui.
Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều vì tham. Nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biển đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cửa vào cõi mê. Của ba ấm đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền. Không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu anh. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo. Người đến khi
thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành thôi sạch trắng tay, mòn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo, cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói ranh cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân, phương đức chẳng thể cậy trong, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai, ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Chi tâm đanh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nguyện xin sám hối trước tiền, súc sinh khổ báo hiện tiền, nghiệp oan tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày cả nợ thâm sâu, hoặc làm loài thú rút đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phần giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu hoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình.
gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cảm ơn. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp hoan. Nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo hiểm phàm súc sinh. Sẽ màn ưu tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lộ chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tập kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì. Làm điều ích lợi khắp vị nhân thiên, nguyện rằng từ đây trở lên, đến ngày đạo quả chu viên Bồ Đề, không còn khổ bao bốn bề, ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh. Sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành, mãi gieo. Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam mô Tịnh Tu Vương Phần. Nam mô Hương Thượng Thân Phật. Nam mô Hư Không Thân Phật. Nam mô Diệu Thân Phật. Nam mô Phương Tác Phật. Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiên Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Câu Oai Đức Quang Phật. Nam mô Sinh Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trì Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thần Tửu Thắng Phật. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời. Người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư. Cho nên xin mang diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa. Huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm. Mà khổ báo nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi. Truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa. Bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ. Biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung. Kiếm trời hay kiếm người cùng lãnh chia nghiệp quá không mong thoát nạn. Sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa. Ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đau bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu. Khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra. Khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan. Khổ báo hoạn nạn miên man, dịch tả số ré phong hàng liệt thân. Khổ báo á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường.
mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đâm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thần xác chẳng cầu mà vương. Sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiền thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và các đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năn. Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật, Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật, Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật, Nam mô Câu Liệu Tôn Phật, Nam mô Tràng Vương Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Công Đức Phật, Nam mô Phóng Quang Minh Phật, Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Quang Minh Ba Đầu Ma Quang Phật, Nam mô Thân Vương Phật, Nam mô Pháp Tràng Phật, Nam mô Vô Lượng Quang Tân Phật, Nam mô Hải Tu Di Phật, Nam mô Diệu Kiến Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bất Không Kiến Phật, Nam mô Bồ Chướng Ngại Hống Thinh Phật, con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần.
công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dân, chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ắt với tám nàng, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi, cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngữ ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh, nay con cũng nguyện tu hành. Trao dồi phương trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, mà quyết tu phước trí mê làm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sắm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật.
Phật. Nam mô vô phân biệt tu hành Phật. Nam mô vô biên quang minh Phật. Nam mô thiện nhãn Phật. Nam mô Nam phương phổ bảo tàng Phật. Nam mô Bồ Câu Giải Thoát Viễn Ly Câu Phật. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật. Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Tấn Phật. Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Cái Hành Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Tịnh Tú Vương Phật. Nam mô Thiện Tinh Tú Phật. Bể ái dục sông ngàn trùng, mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin phân từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phát nguyện bao nhiêu nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thị những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vạn sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới cực. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh quán tư tài quán sau bán nhà, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng sắc là không, không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh. Cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì. Vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh. Đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đào đồng không có trí tuệ, mong được có được chăng? Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bán nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên lý điên đảo. Xa lìa mong tướng đáo niên bàn, ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân.
Ba la mận thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bán nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ ân thầy khổ không phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tưng thì nói chủ yết đế yết đế ba la yết đế ba la thăng yết đế bồ đề ta bà hăng yết đế yết đế ba la yết đế ba la bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba hằng công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm độ. Các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo. Nguyện bao tội chương sáng tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi. Nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát minh huân gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm. Khắp nguyện âm khiêu dường thái pháp giới, chúng sanh tình dữ vô tình đồng thành Phật ấy đạo. Nam mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát. Tự Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.